mình quay cho anh em xem sau khi rửa ráy và thay bình đồ này nọ. Đây phiếu bảo hành bình rửa ráy và thay bình này nọ thì mình cho em nó lên sóng thì Ninja 4 1.900 cây. Những anh em nào mà đi Ninja 4 á nha, những anh em nào mà đi Ninja 4 thì mời anh em vô xem clip ha. Đó thì sẽ biết con xe này nó cộp cỡ nào ha. Rất là cộp, 1.900 cây thì rất là cộp ha anh em ha. Chủ xe này là giám đốc doanh nghiệp nha anh em. Mua về xong để vậy không có thời gian để đi, 1.933 nha anh em. Chủ xe giám đốc doanh nghiệp. Tiếc là một cái chìa lúc ổng mua mới ổng bỏ trong cái sổ ở bên công ty rồi, không có lấy được anh em. Đó, xe nè anh em, từ cái tay thẳng ra không có dấu hiệu là sử dụng nhiều nè anh em ha. Rồi, tiếp theo. Đó. Ốc nè anh em. Đó, ốc rất là sáng. Cổ bô nè anh em ha. Lốc máy nè ha. Những cái dấu mà hãng nó chấm đó là có nghĩa là xe không có rửa nhiều á, khi mà anh em rửa nhiều là mấy cái này sẽ bay đi hết nha anh em. Đó. Anh em chơi Ninja 4 mà mua mới đập thùng thì vô nhận xét con này ha. Đó. Em thấy không? Nè, kính nè. Đó. Kính nè. Anh em cứ vô chơi xe rồi anh em sẽ biết ha. Rồi, bình thì nhớt mình thay luôn rồi nè anh em ha. Nhớt chọc queo luôn ha. Rồi. Đó, anh em coi ốc tán nè ha. Rồi, anh em coi ốc tán ha. Rồi, inox ha, ốc ha. Này để cho mấy anh em cho biết chơi xe vô nhìn nhận ha, là biết là con xe nó đúng chất cộp ha. Coi cục máy nè. Đó. Chứ người không biết chơi xe thì vô phán lung tung đây. Mấy cái này mà anh em rửa nhiều á là nó sẽ bị chóc hết nha anh em. Còn xe này chắc mình nghĩ là rửa chỉ có một lần hai lần vậy thôi á. Rồi. Những cái đẹp của con xe rồi, mình đang show ra cho anh em xem rồi ha. Rồi anh em xem đi ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ show những cái mà con xe này không đẹp. Thì đương nhiên thì nó mới rồi, nhưng mà do mình để mình chùm lên á anh em, mình chùm khăn đồ lên á, với lại người ta để xe ở công ty, hầm công ty á, thì nó có dắt chiếc xe nó xước xíu xiu chỗ này à. Mà chắc nhìn kỹ chắc không có thấy nhiều rồi anh em ha. Không thấy đâu, hầu như là không thấy anh em à. Khó thấy lắm. Khó thấy anh em à. Đây chứ. Đây nè. Nó có bị xíu chỗ này thôi. Đó, giờ ta dắt xe ra ta cất á. Đó, xíu xíu vậy thôi là xong rồi đó. Còn tổng thể xe order 1.900 cây. Rất là đẹp. Còn mình đăng mấy xe lướt lên á, có mấy anh em hay nói là xe không đúng á, thì anh em nào cảm thấy không đúng á thì dắt ra test hãng nha. Mình nếu như mình thua mình gửi cho 100 triệu, còn mình thắng là mình lấy 10 triệu cà phê thôi, tiền lời thôi. Đây anh em, nắp bình xăng nè anh em ha. Mọi thứ rất là mới. Đây anh em, mới tinh luôn. Anh em nào chơi xe con này rồi thì anh em sẽ biết ha, nhìn nhận và đánh giá nó. Mọi thứ mới. Biển số thì biển số thành phố luôn. Anh em nào mến thì cứ liên hệ nhau nha. Mình bán là 119 triệu nha anh em. Mình thấy trên mạng mấy xe odo cao mười mấy 20 ngàn mà người ta còn bán 110 mấy triệu nha anh em. Còn xe này vừa biển thành phố mà vừa xe lướt nữa, mình bán vậy là hợp lý cho anh em chơi rồi đó. Là không có cao đâu nha anh em, quá hợp lý luôn. Mua một con xe lướt nè, để quay cho anh em coi. Cái dĩa zin nè. Đó, thấy không? Nhông sinh dĩa zin nè, sáng bóng luôn. Đó. Chân nè. Quay dĩa cho anh em coi cho rõ. Xi nhanh zin còn nha anh em. Cặp xi nhanh zin còn, mấy anh đệ mình cất ở đâu rồi để tìm kiểu lục ra cho. Nè, này là chưa có chở người luôn nha anh em. Thì anh chủ xe cũng có tâm sự là sao ta quên rồi, là mua về dựng đó, thấy thích mua về dựng đó thôi chứ không có chạy, không chở ai hết. Nè, bao tay nè anh em, vô coi nhận xét giùm nha. Anh em nào biết chơi xe vô coi nhận xét giùm mình đó. Xe mình quay là mấy xe lướt thì nó phải lướt đẹp đó. Khoảng này nè,
chỗ này nó ám ám nè anh em, do mình chùm 2 năm á, mình chùm cái bạc lên á, nó ám ám vô theo, nhưng mà tổng thể xây rất là đẹp, rất là keng. Đó, quay kỹ cho anh em xem. Rồi quay luôn cái vỏ nè anh em, vỏ thì đương nhiên phải còn đầy đủ anh em. Ga chỉ gió còn nguyên hết nha anh em. Đó, 1.900 cây anh em lưu ý ha. Mở chìa khóa cho anh em xem. Rồi ok ha, anh em nào mua cứ liên hệ mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua xe khác cho anh em coi. Thì mình còn em CBR bản Kabuki nha, bản đặc biệt nha anh em. À, hai chìa khóa đầy đủ, rút hồ sơ sẵn rồi nha anh em, về anh em chỉ nhập là xong ha. Xe này cũng còn mới luôn, vỏ gai chỉ gió còn nguyên luôn, ô đô chuẩn 10.000 cây nha anh em, mình bán có 113 triệu thôi nha. Rồi tiếp theo một em CBR, CBR này mới ra luôn nha anh em, mới mua được 2 tháng nha, con này là 2022 đó. À, con này mới lô đai xong, mới lô đai xong, 1.600 mình bán xong mấy triệu thôi. Con này là mới mua được 2 tháng nha anh em, mới mua được 2-3 tháng thôi nha. Con này thì khỏi nói rồi, mới mua được 2-3 tháng thôi, người ta kẹt tiền người ta bán, mình bán giùm á anh em, người ta kẹt tiền nha anh em, chứ con này không phải người ta đổi lên phân khối đâu, người ta mới mua người ta kẹt tiền. Biển số Đồng Nai nha anh em, 60H5 nha anh em, anh em ở Đồng Nai về sang tên rất là dễ ha. Đó, có 6 mấy triệu thôi anh em, ta mua là 80 đó anh em. Xe không có dấu hiệu cũ nha anh em, mới mua 2 tháng thôi, CBR 150. Đó, rồi giờ mình quay sơ sơ cho anh em coi thôi, bữa nào mình rảnh rồi mình đứng có người coi rồi mình quay cho anh em. Rồi tiếp theo là MR15 nè, 4 mấy triệu cho anh em dễ chơi nè, biển số Sài Gòn nha anh em, con này biển số Thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Xe rất là đẹp ha, xe rồi vô vỏ mới rồi, xe dán keo đồ chơi quá trời luôn. Nói chung là xe rất là hoàn hảo luôn. Này đã có chống đổ rồi luôn nè. Đó anh em thấy không? Còn mấy con này là có khách đặt rồi nha, con này mới về tắt thì luôn á. Cái cảng Indo còn luôn nè anh em, cái biển số lắp trước Indo còn luôn đó. Đó. Rất là mới anh em. Đó, bán 4 mấy triệu cho anh em tập chơi. Biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Đó, mình quay sơ cho anh em coi. Rồi. Mấy xe này xe nhà chơi, xe khách đặt đó. Rồi, vậy nha. Mình ở quận 6 nha anh em. Số tài khoản mình nè, số điện thoại. Đó, quay sơ anh em coi. Nó rất là đẹp. Anh em mà mua con này là rất là đẹp ha. Anh em nào đã chơi Ninja 4 rồi á thì vô là nhận xét là biết liền à. Mình thích bán cho những người mà biết chơi xe á. Người ta nhìn thấy ta biết liền là xe đẹp, xe chuẩn à. Còn không biết chơi xe thì người ta mệt lắm. Đó, mình mới đi Nha Trang về luôn anh em. Rồi ok anh em ha, anh em nhớ ủng hộ shop Minh Biker chuyên mô tô nha. Địa chỉ nhà mình nè ha, địa chỉ nhà mình quay cho anh em xem. Đó, 43D ha. Đó, ở chỗ này là mình rửa xe thay nhớt cho anh em nha, mình bán xe rồi có bảo trì bảo dưỡng cho anh em hết luôn nha. Đó, Minh Biker nè anh em ha. Ở đây có chữ Minh Biker nè. Đối diện là cái trường học và trung học cơ sở Phú Định nha anh em. Anh em tới đây là rất là dễ. Còn bên đây là công an phường 16 nha. Rất là dễ nha. Đó. Rồi ok anh em. Đó, bên mình có vận chuyển cứu hộ nha anh em. Rồi. Ok anh em ha. Anh em nào mến thì cứ liên hệ cho mình. Đó, anh em nào cần nhớt nhau gì cũng liên hệ mình luôn. Chuyên nhớt dành cho xe mô tô luôn anh em, tay ga xịn đều có nha. Đó, rồi anh em nào cần liên hệ cho mình ha. Ok anh em.